Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tín hiệu mới về tự do tôn giáo của Tổng thống Donald Trump. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống, nhà kinh doanh Donald Trump có một biểu lộ về mối quan tâm của ông đối với nhân quyền nói chung và tự do tôn giáo nói riêng đối với Việt Nam. Biểu lộ ấy hiện ra khi Tổng thống Donald Trump tiếp đón nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ 17 quốc gia trên thế giới, trong đó có hai nhà hoạt động tôn giáo Việt Nam là mục sư Tin Lành Aga, một người thượng Tây Nguyên, và đạo hữu Lương Xuân Dương, một tín đồ Cao Đài nằm trong nhóm nạn nhân bị đàn áp tôn giáo. Cuộc tiếp đón này diễn ra bên cạnh hội nghị cấp bộ trưởng về thăng tiến tự do tôn giáo từ 16 đến 18 tháng 7 năm 2019 tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quy tụ ngoại trưởng của 100 quốc gia và nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới với thông điệp kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo toàn cầu. Cuộc tiếp đón trên được mô tả Tổng thống Donald Trump hỏi thăm ghi nhận của họ về tình hình tự do tôn giáo tại các nước, và ông chăm chú lắng nghe những chia sẻ. Sự thay đổi của Trump từ không quan tâm hoặc ít quan tâm đến nhân quyền và tự do tôn giáo trước đây sang một cuộc gặp trực tiếp của ông với những nạn nhân tôn giáo bị bách hại có thể xuất phát từ làn sóng chỉ trích Trump từ nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế về tự do tôn giáo. Và cũng có thể từ chính Tổng thống Donald Trump. Hẳn sự chú tâm hơn hẳn của Tổng thống Mỹ về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế đã khiến hội nghị cấp bộ trưởng về thăng tiến tự do tôn giáo vào năm 2019 có nét khác biệt khá nhiều so với những hội nghị trước đây. Bởi theo ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người tại Paris, Pháp, thì chúng tôi từng sang hoạt động tại Hoa Kỳ từ lâu, điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ cũng lắm lần. Nhưng có thể nói tổ chức tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lần này quy mô hơn hết. Bởi lần này không chỉ là nói đến những ví dụ hay những trường hợp đàn áp tôn giáo tại các quốc gia trên thế giới, mà lần này rất quan trọng và đặc biệt là Hoa Kỳ muốn đưa vấn đề tranh đấu cho tự do tôn giáo thành một chiến lược toàn cầu, chứ không phải chỉ bênh vực cho một tôn giáo này hay một tôn giáo kia, hay vấn đề những người bị đàn áp không mà thôi. Còn với tự do tôn giáo ở Việt Nam, xứ sở được ví như đất nước lệ tuồn hình chữ S. Đạo hữu Cao Đài Lương Xuân Dương đã kể với đài VOA tiếng Việt rất tuyệt vời. Tổng thống đã lắng nghe nguyện vọng của mỗi người. Ông hỏi lại một vài điểm cần thiết và bắt tay với nhiều người. Và tôi đã nói với Tổng thống Donald Trump rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo. Tôi muốn Tổng thống Donald Trump giúp cho Việt Nam có tự do tôn giáo và rằng Việt Nam cần được đưa trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo CPC. Tổng thống hỏi lại tôi. Việt Nam, tôi trả lời, vâng, đúng vậy và cảm ơn Tổng thống. CPC là gì vậy? Chế tài và trừng phạt. CPC, Codex of Particular Concern, là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế, chính phủ Hoa Kỳ phải đưa vào danh sách CPC các chính quyền nào nhúng tay vào hoạt động dung túng cho các vi phạm tự do tôn giáo theo định nghĩa trong luật gia Hoa Kỳ. Vi phạm tự do tôn giáo là các hành vi cấm đoán, hạn chế hay trừng phạt việc tụ tập ôn hòa để sinh hoạt tôn giáo, kể cả việc tùy tiện bắt đăng ký sinh hoạt tôn giáo, việc tự do phát biểu về tôn giáo của mình, quyền đổi tôn giáo hay tín ngưỡng, quyền dưỡng dục con theo niềm tin tôn giáo riêng. Theo định nghĩa của đạo luật trên, vi phạm đặc biệt trầm trọng có nghĩa là mang tính hệ thống, đang tiếp diễn và nghiêm trọng, và bao gồm các hành động như bỏ tù, giam giữ dài hạn và không quy tội, bắt đi mất tích, đánh đập, tra tấn, hãm hiếp, cưỡng bức tái định cư số đông hoặc tước khước từ trắng trợn quyền được sống, được tự do, được an toàn bản thân. Theo luật Hoa Kỳ, quốc gia trong danh sách CPC phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt leo thang, phản đối, cảnh cáo, hoãn hay đình chỉ các trao đổi văn hóa hay khoa học, hoãn, đình chỉ hay hủy bỏ các chuyến công du, chấm dứt, hạn chế hay đình chỉ các khoản viện trợ,
yêu cầu các định chế tài chính tư và quốc tế hạn chế tiền cho vay và không tài trợ, cấm bán hay chuyển vũ khí và kỹ thuật cho quốc gia đó, cấm các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ không ký các hiệp định xuất nhập cảng với quốc gia đó. Đồng thời, luật cũng trừng phạt các giới chức chính quyền chịu trách nhiệm về sự đàn áp tôn giáo bằng cách không cấp visa vào Hoa Kỳ cho đương sự và những người trong gia đình. Tháng 11 năm 2016, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Đó cũng là thời điểm mà nhà cầm quyền Việt Nam buộc phải có những nhân nhượng về nhân quyền và tôn giáo, cũng đồng thời với tương lai tham gia vào WTO mở ra trước mắt. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, chính thể độc tài toàn trị Cộng sản Việt Nam đã tái vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo của công dân. Từ đó đến nay, các tôn giáo ly khai bị đàn áp thẳng tay và tàn bạo. Hàng loạt chùa chiền và giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ Sài Gòn đến Đà Nẵng đã bị nhà cầm quyền cưỡng chế giải tỏa và ủi sập không thương tiếc. Trong khi đó, hàng loạt tu sĩ cao đài Tin Lành Công giáo bị sách nhiễu, hành hung và đấu tố. Hội đồng Liên tôn Việt Nam tổ chức phối hợp giữa 5 tôn giáo độc lập trong Công giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất, Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài đã nhiều lần gửi thư phản đối ra quốc tế, khẳng định tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn chưa có gì cải thiện, nếu không muốn nói là càng ngày càng trầm trọng. Cũng trong những năm gần đây, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã đòi hỏi Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Năm 2015, lần đầu tiên giới lập pháp Hoa Kỳ thống nhất cao về việc đưa điều kiện tự do tôn giáo TPA, quyền đàm phán nhanh cho hiệp định TPP. Hầu như năm nào báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cũng phải nhắc lại. Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục coi một số nhóm tôn giáo và các hoạt động của họ là sự đe dọa cho sự tồn tại của chế độ cộng sản. Những tổ chức tôn giáo không xin phép chính phủ để hoạt động phải đối mặt với những rủi ro là chính quyền địa phương đe dọa và quấy nhiễu. Những bản báo cáo này cũng cho biết ở Việt Nam vẫn còn khoảng 150 tù nhân lương tâm chính trị đang bị giam giữ. Rất nhiều người trong số này bị giam giữ vì lý do đức tin tôn giáo và kêu gọi tự do tôn giáo. Những tù nhân đã được trả tự do hiện vẫn phải đối mặt với những truy bức từ phía chính quyền. Kiến nghị đáng chú ý nhất của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ là chính phủ Mỹ sử dụng danh sách các quốc gia được quan tâm đặc biệt của Bộ Tài chính và từ chối cấp visa đối với những cá nhân và cơ quan vi phạm quyền con người, bao gồm vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo. Nếu Việt Nam tái hòa nhập CPC, trong thời gian đầu chấp nhiệm chức vụ Tổng thống, Donald Trump đã bị chỉ trích khá nhiều về sự lơ là đối với nhân quyền và tự do tôn giáo trên thế giới. Nhưng năm 2019 đã bắt đầu có sự thay đổi từ Trump, đặc biệt là thay đổi trong quan điểm của vị Tổng thống này đối với Việt Nam. Một điểm trùng khớp khó có thể xem là ngẫu nhiên là ít ngày trước lần đầu tiên biểu lộ mối quan tâm với tự do tôn giáo tại hội nghị cấp bộ trưởng về thăng tiến tự do tôn giáo năm 2019. Trump đã bất ngờ nóng nảy khi nêu bật cái tên Việt Nam như kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất, đồng thời diễn ra hai động thái song hành, trong khi Bộ Tài chính Mỹ suýt chút nữa là xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ, thì Bộ Thương mại Mỹ đã thẳng tay áp thuế hơn 430% đối với mặt hàng thép Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng có nguồn gốc từ Hàn Quốc và Đài Loan. Cái nhìn của Trump đối với hoạt động chính trị, tự do tôn giáo và có thể cả vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đang thay đổi. Thay đổi theo chiều hướng mà giới đấu tranh dân chủ, nhân quyền có thể bằng vào đó để có được niềm hy vọng lớn hơn về sức ép của chính phủ Hoa Kỳ đối với chính phủ Việt Nam trong thời gian tới về cải thiện nhân quyền. Từ năm 2006, khi được Mỹ nhấc khỏi danh sách CPC, giờ đây chính thể Việt Nam đang gần với triển vọng tái hòa nhập CPC hơn bao giờ hết. Nếu bị đưa vào CPC một lần nữa, nhiều khả năng Việt Nam sẽ bị áp dụng cơ chế cấm vận từng phần về nền kinh tế và quốc phòng. Khi đó, nền kinh tế Việt Nam và cả thể chế cầm quyền độc tài cộng sản
vốn đã chênh vênh bên bờ vực thẳm sẽ càng dễ sa chân vào sụp đổ nhanh hơn. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy để lại bình luận góp ý cho chương trình của chúng tôi phát triển tốt hơn. Xin hãy chia sẻ thông tin để đến với nhiều người được biết hơn. Và một điều rất quan trọng, xin hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên của kênh. Và hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái chương trình kế tiếp của chúng tôi.